Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi vào bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng, tại sao người không rửa tay trước khi dùng bữa? Bấy giờ, Chúa phán cùng ông ấy rằng, này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thói quen rửa tay trước khi ăn là một thói quen tốt, bảo đảm an toàn vệ sinh ăn uống. Ngày nay, tại các trường mẫu giáo, các cháu bé đều được dạy 5 bước rửa tay trước khi ăn. Vậy tại sao Đức Giêsu có vẻ không tuân thủ, mà lại còn lên án một thói quen văn minh tốt như thế? Tin mừng Luca hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu không chỉ có tài xem mặt bắt hình dong, mà Ngài còn như đi guốc trong bụng họ. Người Pha-ri-siêu, chủ tiệc hôm đó, chưa kịp lên tiếng trách cứ Chúa Giêsu vì sao không giữ luật, không thanh tẩy mình trước khi dùng bữa. Thế mà, Chúa đã đọc được ý nghĩ trong lòng ông. Chúa lên tiếng trách cứ ông trước, dạy cho ông biết thế nào là sạch, thế nào là dơ, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Hình thức hay nội dung quan trọng hơn? Việc rửa tay trước khi dùng bữa là một nghi thức, là một nếp sống theo truyền thống, chứ không hẳn là một giới răn bắt buộc. Nhưng những người biệt phái đã đề cao một cách thái quá, đến độ dùng nó như là một mẫu mực để phán xét một người. Chúa Giêsu không để mình phải lệ thuộc vào một nghi thức bề ngoài này, và đối với Ngài, tâm hồn trong sạch, tuân giữ luật Chúa là điều quan trọng hơn. Qua bài tin mừng hôm nay, lời trách cứ của Chúa Giêsu như muốn nói với mỗi người chúng ta, hãy chân thật với nhau, bụng có sao, miệng nói vậy. Chúng ta hãy tránh thái độ làm bộ làm mặt trước người khác, vì hàng mã thì không tốt lành gì, chỉ là đồ giả để người ta cúng vái, chỉ để che đậy cái xấu xa nham hiểm ở bên trong. Miệng thì lạy Chúa, mà trong bụng là một bồ dao găm. Chúng ta cũng đừng câu nệ bắt lỗi người khác. Nhiều khi chuyện chẳng đáng mà lại làm ra to chuyện. Lời Chúa nhắc bảo chúng ta rằng, nhiều khi chúng ta chỉ thấy cái rác trong mắt người khác, còn cái đà trong mắt mình lại không thấy. Sống với nhau thì hãy tin vào nhau nhiều hơn. Tin vào con người, tin vào lòng tốt của nhau, vì người khác vẫn có những điểm son nào đó mà chúng ta không nhìn thấy. Nói thì dễ mà làm mới khó. Chẳng ai dám tự hào mình đã sống hơn người. Chúng ta hãy khiêm tốn thú nhận lỗi lầm của mình và xin Chúa canh tân lòng trí để mỗi người nên giống Chúa hơn.